Hello, dạ em xin mến chào quý vị khán giả. Chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Của Em. Mến chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui và có những giây phút thư giãn và vui vẻ khi xem clip của em ngày hôm nay. Bữa hôm nay em muốn tâm sự với quý vị cái cảm giác sướng nhất của một người phụ nữ là khi nào. Đã là một người đàn ông chắc hẳn là phải nên xem clip này quý vị ơi. Tại vì clip này nó rất là hay, nó rất là đặc biệt. Cái cảm giác sướng nhất của một người phụ nữ là khi nào quý vị? Chắc hẳn có nhiều người đàn ông nói ôi chuyện này dễ dàng, ai cũng biết hết trơn á. Em gái ơi, quá bình thường. Nhưng cũng có một số người đàn ông chưa hề biết và rất là muốn biết và vô cùng muốn biết cái cảm giác đó là cảm giác như thế nào. Em là một người phụ nữ cho nên là em biết được cái cảm giác của một người phụ nữ sướng nhất là khi nào. Mà chắc hẳn rằng dù các anh có cậy miệng chị em vẫn không dám nói ra. Bởi vì rất là ngại và rất là e dè, không dám nói ra sự thật. Và kênh của Ngọc là một kênh chuyên gia kể chuyện mặn, cho nên là chuyện gì em cũng có thể nói ra. Cái cảm giác sướng nhất của một người phụ nữ là khi nào? Chắc là nhiều anh sẽ nghĩ rằng là khi làm chuyện đó phải không ạ? Cũng có thể đúng, nhưng bữa nay em sẽ nói về khía cạnh mà nhiều người đàn ông người ta bỏ quên cái cảm giác của người phụ nữ và khiến cho người phụ nữ khi mà lấy chồng rồi á thì nhiều khi không có dám nói lên cái sự thật. Thì không nói ra thì làm sao mà các anh biết được chị em thích là như thế nào để mà chiều lòng đó. Hỏi em thì em nói thôi em mắc cỡ không có nói đâu. Hỏi mấy cô bạn gái thì cũng vậy luôn. Thì làm sao mà đàn ông biết để mà chiều chuộng? Cho nên đây là một cái điều mà em nghĩ rằng chị em nên nói ra để cho những anh chồng, những người bạn trai biết được mình muốn cái gì, mình thích cái gì để mà chiều ý mình. Đúng không ạ? Đàn ông, có nhiều người người ta chưa biết chị em phụ nữ thích cái gì đâu ạ. Thôi em nói nãy giờ mất thời gian, bây giờ em sẽ vào chủ đề chính ngày hôm nay như quý vị ha, để khỏi làm mất thời gian của quý vị. Khi mà lấy chồng á, thì nhiều chị em á, rất là muốn được chồng yêu thương chiều chuộng. Cái cảm giác sung sướng nhất của một người phụ nữ khi mà có chồng hay là có bạn trai đó là được yêu thương, tôn trọng, chiều chuộng. Có nhiều người lấy vợ về coi vợ như là con ở vậy đó. Bắt vợ nấu cơm, rồi làm việc nhà, rồi vừa chăm con, vừa bế con mà không phụ gì hết. Tối ngày cà chồng thì đi làm về nhậu xỉn về lăn ra. Cơm nước thì vợ phải dọn ra, con cái phải coi như vừa chăm sóc chồng con mà vừa lo cơm nước. Biết chị em phụ nữ đâu có xuể đâu quý vị. Cho nên là nhiều khi á hả, buồn, tủi, hờn, nhưng mà không có dám nói, không dám trách móc, sợ chồng mình giận. Đàn ông thì không có hiểu phụ nữ cho nên là không có giúp việc nhà. Cho nên là chị em phụ nữ nhiều khi á họ cũng rất là bị tổn thương quý vị. Thấy không? Đó, đàn ông phải nên hiểu về chị phụ nữ nhiều hơn, phải thấu hiểu xem chị phụ nữ là họ cần cái gì, họ muốn cái gì. Khi mà trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng á, thì Ngọc nghĩ rằng nam nữ nên bình đẳng. Thí dụ như vợ bận chăm con thì chồng phụ việc nhà. Cái cảm giác sung sướng nhất của người phụ nữ đó là được chồng giúp đỡ trong cái việc nhà, giúp đỡ chăm sóc con cái. Và bên cạnh đó đó, người chồng đừng nghĩ là mình là làm ra tiền mà không có quan tâm đến người vợ. Nhiều khi ngày lễ 8 tháng 3 sinh nhật, thấy không? Hay là ngày gì quan trọng, ngày cưới của hai vợ chồng á, thì nên dắt vợ đi đâu đó ăn uống để mà có cái không khí lãng mạn, để cho hai vợ chồng á, là coi như là hâm nóng cái tình cảm. Cái cảm giác sung sướng nhất của người vợ, của người phụ nữ đó là được chồng yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc, lo lắng và quan tâm, dắt đi ăn, dắt đi mua sắm quần áo hay là giúp việc nhà. Đó, phụ nữ chỉ cần vậy thôi quý vị. Phụ nữ họ rất là đơn giản, không hề phức tạp đâu quý vị. Để hiểu được người phụ nữ, để chiều được người vợ của mình rất là dễ. Đó, chứ có nhiều anh chồng là đi làm về là đi nhậu nhẹt với bạn bè, thì đến tối mới về. Đó, bỏ vợ con ở nhà nheo nhóc, không có quan tâm, không có chia sẻ, không có lo lắng gì hết. Khiến cho người vợ họ cảm thấy buồn, họ cảm thấy không có được yêu thương. Thì lúc bấy giờ là người vợ họ buồn, họ có thể là ly hôn quý vị ơi. Có vợ chồng không hiểu nhau dẫn đến ly hôn là vậy đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã xem clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nha.